Việt Anh và Cẩm Tú xin kính chào khán giả đang theo dõi chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Thưa quý khán giả, sáng nay ngày 26 tháng 8, hàng triệu học sinh tất cả các bậc học trên cả nước đã đến trường chào đón năm học mới 2024-2025. Hòa chung với không khí đó, tại Tây Ninh, học sinh các khối lớp cũng sẽ đến trường trong sáng nay. Và hiện tại, phóng viên của chúng tôi cũng đang có mặt trực tiếp tại hiện trường để phản ánh đến quý vị bầu không khí sôi nổi ngày tụ trường. Xin được mời phóng viên Nguyên Thảo ạ. Xin kính chào quý vị khán giả, hiện Nguyên Thảo đang có mặt tại trường tiểu học Tôn Thất Tùng. Và ngay lúc này đây thì Nguyên Thảo nhận thấy là các em học sinh của các khối lớp đã đến trường rất là đông, với một cái tâm trạng rất là háo hức và vui tươi. Và đứng cạnh Nguyên Thảo lúc này là em học sinh Đông Khê, học sinh lớp 5C và em Nhã Anh, học sinh lớp 3D. Và Đông Khê nè, thì con có thể chia sẻ cho cô cũng như là quý vị khán giả đang xem đài là cái cảm xúc của con hiện tại như thế nào khi mà mình đến trường sau cái thời gian dài nghỉ hè nè. Dạ thưa cô, con chào quý vị khán giả. Cảm xúc đầu tiên của con sau một kỳ nghỉ hè dài, con rất vui và háo hức khi được gặp lại bạn bè của mình và thầy cô giáo. Còn Nhã Anh thì con có thể cho cô biết là con đã chuẩn bị được những gì cho cái năm học mới của mình nè. Thưa cô, để chuẩn bị cho năm học mới này, con đã cùng mẹ đi mua dụng cụ học tập. Con đã tự viết nhãn bao tập cho mình. Con chúc các bạn có một năm học mới vui tươi. Cô xin được cảm ơn Đông Khê và Nhã Anh. Và mọi thông tin liên quan đến giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin trên kênh TTV1. Còn bây giờ xin mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Tây Ninh ngày mới sáng nay. Phóng viên Nguyên Thảo đưa tin trực tiếp từ hiện trường. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Nguyên Thảo và xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, để nâng cao chất lượng ngành y tế trong thời gian tới, Sở Y tế đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2030-2000 định hướng đến năm 2050. Và trong đó thì có nội dung quan trọng về định hướng đào tạo nhân lực cho ngành. Tỉnh sẽ thành lập trường cao đẳng y tế Tây Ninh trên cơ sở trường trung cấp y tế để tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành y tế tỉnh nhà. Hiện nay đang trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xin cấp thẩm quyền phê duyệt. Tỉnh sẽ tiếp tục hợp tác với khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học có đào tạo y khoa khác để thực hiện đào tạo bác sĩ y khoa theo địa chỉ sử dụng. Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và các cấp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến các chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo của tỉnh, vận động sinh viên y chính quy đăng ký tham gia chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh để sau khi tốt nghiệp về tỉnh làm việc. Thưa quý vị, hiện nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đang thực hiện xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện khi tham gia giao thông, kiên quyết xử lý phương tiện sử dụng và tự ý độ chế gắn thêm đèn chiếu sáng phía trước có cường độ lớn sai quy định. Cục đăng kiểm Việt Nam cũng đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm kiên quyết từ chối đăng kiểm, chủ xe phải tháo bỏ đèn lắp thêm, sử dụng đèn đúng thiết kế của nhà sản xuất. Khi kiểm tra đạt yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định. Bởi khi tự ý thay đổi, nguồn điện trong xe không tương thích, rất dễ dẫn đến va chạm, chập, gây cháy. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho người tham gia giao thông khác, người lái xe cần phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông, không tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng trên xe. Với quyết tâm khởi nghiệp từ bánh tráng bò bía, một sản phẩm được dùng để cuốn chả giò, món ăn bình dân được nhiều người dân ưa chuộng. Anh Nguyễn Ngọc Anh, ngụ ấp Bông Trăng, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu đã dùng tất cả số vốn dành dụm được để đầu tư cho cơ sở chế biến thực phẩm mang tên Phúc Đức. Từng là công nhân tại nhà máy chế biến thực phẩm Cầu Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2006, anh Nguyễn Ngọc Anh quyết định nghỉ việc để về quê làm bánh tráng bò bía tại quê nhà. Năm 2022, sản phẩm bánh tráng bò bía của cơ sở chế biến thực phẩm Phúc Đức được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Qua đó, vị thế của sản phẩm được nâng cao, đẩy mạnh tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Theo khung kế hoạch năm học 2024-2025, ngày hôm nay 26 tháng 8 năm 2024, các trường từ giáo dục mầm non đến trung học phổ thông đón học sinh tự trường. Hiện tại thì các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã chuẩn bị chu đáo các trang thiết bị, phục vụ dạy học được bổ sung, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện kỹ càng, sạch sẽ. Các trường với tâm thế sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường. Tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Tây Ninh, để chuẩn bị cho ngày tụ trường, ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên học sinh tổ chức dọn vệ sinh trường lớp, phòng học, sắp xếp lại bàn ghế. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày tụ trường hoàn tất trên 90%. Cùng với đó, công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 10 cũng đạt chỉ tiêu đề ra. Còn đối với trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thị xã Hòa Thành, các công tác cho ngày tụ trường được thực hiện một cách đồng bộ, nhịp nhàng. Sau khi hoàn thành cơ sở vật chất, ban giám hiệu tổ chức họp hội đồng sư phạm trường để phân lớp tổ chức bài giảng. Đối với cấp trung học phổ thông, việc định hướng nghề nghiệp ngay khi vào lớp 10. Vì vậy, ngoài 8 môn bắt buộc, các em phải chọn 4 môn trong 9 môn tự chọn. Đến thời điểm này, học sinh lớp 10 của trường đã thực hiện chọn xong các môn tự chọn. Riêng đối với đội ngũ giáo viên của nhà trường, về cơ bản đáp ứng đủ cho năm học mới 2024-2025. Căn cứ vào số lượng học sinh các trường chủ động sắp xếp giáo viên chủ nhiệm ổn định. Tuy nhiên, giáo viên ở một số bộ môn còn thiếu, ban giám hiệu các trường đã lên phương án đảm bảo đủ giáo viên đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong năm học 2024-2025 này thì trường vừa tiếp nhận là 3 giáo viên mới chuyển đến. Thì trường cũng đã phân công chuyên môn để chuẩn bị cho năm học mới cũng đã xong. Thì đến giờ phút này thì cơ bản là đã có danh sách giáo viên chủ nhiệm ổn định. Đội ngũ giáo viên hiện tại thì cơ bản là có thể đáp ứng đầy đủ. Nhưng có một số môn là hiện tại là bắt buộc phải đi thỉnh giảng, chẳng hạn như là môn mỹ thuật, môn âm nhạc là bởi vì trường hiện tại là chưa có. Thì nếu như những trường hợp thiếu giáo viên như vậy thì trường sẽ nhờ đội ngũ chuyên về âm nhạc, mỹ thuật của trung học cơ sở hoặc một số môn mà vẫn còn thiếu thì nhà trường có thể là mời thỉnh giảng ở một số cái trường lân cận trong khu vực địa bàn thành phố. Sau khi đón học sinh trở lại trường, các em sẽ được ôn tập những kiến thức cơ bản, sinh hoạt nội quy quy chế của cấp trung học phổ thông. Đối với ban giám hiệu các trường, tiếp tục chỉnh trang khuôn viên trường lớp, chuẩn bị sẵn sàng chu đáo về mọi mặt để lễ khai giảng năm học mới thực sự là ngày hội của thầy cô và các em học sinh. Thưa quý vị, dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, người động sẽ được nghỉ 4 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Càng cận dịp nghỉ lễ, giá vé máy bay nội địa càng tăng giá, có chặng tăng gần gấp đôi. Theo các công ty lữ hành, việc giá vé máy bay nội địa tăng kéo theo giá các tour du lịch nội địa dịp nghỉ lễ cũng tăng. Vì thế năm nay du khách chuộng tour nước ngoài hơn giữa các điểm đến gần, chi phí vừa phải và nhiều chính sách ưu đãi. Các tour nước ngoài dịp lễ 2 tháng 9 được du khách ưa chuộng nhiều nhất là Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Nhiều công ty lữ hành trên cả nước đã bán hết tour đi quốc tế dịp 2 tháng 9 từ giữa tháng 8. Một phần nhờ giá tour rẻ và phần khác do khách đặt từ sớm. Các tuyến của châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Trung Quốc, đấy là cái điểm được yêu thích và cái chi phí nó cũng tương đối là hợp lý với lại đa số các cái khách tiêu dùng, dù là đối tượng gia đình hay là đối tượng các cái công ty hoặc doanh nghiệp. Trong đó, lượng khách hàng đặt tour đi du lịch Trung Quốc dịp nghỉ lễ tăng giọt. Nhiều tuyến tăng 100% so với cùng kỳ năm 2023. Trương Gia Giới, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Lệ Giang, Cửu Trại Câu có mức chi phí rất hợp lý là những điểm du lịch hút khách nhất. Chẳng hạn một tour Trương Gia Giới đường bộ dành cho khách Việt hiện chỉ còn khoảng 7 triệu đồng. Nếu đi đường bay thẳng khoảng 10 triệu đồng cho hành trình 6 ngày, 5 đêm. Đây được xem là mức giá hấp dẫn, thậm chí rẻ hơn một số điểm đến trong nước. Năm ngoái, dịp nghỉ lễ, các tour cho du khách Việt đi Hồ Nam bán hết từ tháng 7. Năm nay cũng vậy, lượng khách rất lớn. Hiện nhiều đơn vị cũng đã ghi nhận kín đoàn cho dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Với sản phẩm nội địa, theo nền tảng du lịch trực tuyến Booking, du khách Việt có xu hướng chọn những điểm đến gần, đảm bảo hai yếu tố là thư giãn và khám phá. Top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp nghỉ lễ sắp tới là Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội An, Hà Nội, Phan Thiết, Sapa và Huế. Song chủ yếu là khách tự đi bằng phương tiện cá nhân. Các cái chương trình tour du lịch nội địa vào dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay đối với cái việc tổ chức các cái đoàn hoặc là đoàn gom lẻ là rất ít, và gần như những cái chương trình đó hiện tại bây giờ nó là nhu cầu tự phát của các cá nhân hoặc các nhóm gia đình, họ sử dụng phương tiện cá nhân, họ đi với nhau và sau đó thì họ book một vài những cái dịch vụ lẻ của các đơn vị cung cấp dịch vụ lữ hành du lịch. Trước kỳ nghỉ lễ dài, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng khuyến cáo khách du lịch cần tìm hiểu kỹ thông tin các gói du lịch, lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch đảm bảo chất lượng. Bộ Nội vụ Pháp ngày 24 tháng 8 thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ đối tượng tình nghi phóng hỏa và gây ra vụ nổ tại một giáo đường Do Thái ở thị trấn Kỳ Dưỡng, Plagebran-Moste, miền nam của nước này. Theo nhà chức trách, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố. Nguồn tin cảnh sát cho hay vụ bắt giữ được thực hiện tại thành phố Nimes, trong khi một quan chức cơ quan công tố quốc gia cho biết hai đối tượng khác có liên quan đến nghi phạm cũng đã bị bắt giữ. Trước đó, hình ảnh từ máy quay an ninh đã ghi lại được cảnh nghi can đốt hai ô tô bên ngoài giáo đường và gây ra một vụ nổ. Lối vào giáo đường cũng xảy ra cháy, khiến hai cửa ra vào bị hư hại. Hung thủ đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó và có một cảnh sát đã bị thương. Cơn sốt Black Myth: Wukong, tạm dịch là hát thoại ngầu không, đang làm mưa làm gió trên thị trường game thế giới tuần qua. Với hơn 10 triệu bản được bán ra chỉ sau 3 ngày phát hành. Một trong những điểm cộng của tựa game chính là phần đồ họa đẹp mắt, phỏng theo nhiều di tích cổ Trung Quốc. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá những địa điểm này tới thị trường du lịch nội địa và quốc tế. Tựa game này đã khéo léo lồng ghép 36 địa điểm nổi tiếng khắp Trung Quốc, trong đó hơn 27 địa điểm tại tỉnh Sơn Tây, xuyên suốt hành trình của người chơi. Trong số này có thể kể đến di sản thế giới hang đá Dân Cương với hơn 50.000 tượng Phật bằng đá hay Phật Quan, ngôi chùa gỗ lớn nhất được bảo quản tốt nhất từ thời Đường. Kính thưa quý vị, cùng với cả nước, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 ở Tây Ninh thắng lợi rực rỡ. Dấu ấn của thời khắc lịch sử mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Tây Ninh. Kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 thành công và chào mừng ngày quốc khánh 2 tháng 9, chúng ta lại nhớ đến lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội 13 của Đảng. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thành quả đó được dung đắp từ lòng yêu nước, sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, tô thắm thêm trang sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đối với tôi thì tôi rất là tự hào về truyền thống quê hương của mình. Đó là truyền thống rất là vẻ vang, nó từ cha ông ta truyền lại tới bây giờ. Nên là tôi cảm thấy là mình là một công dân Việt Nam thì mình rất là hãnh diện. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng trung dũng kiên cường, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã tập trung phát triển kinh tế xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống thương mại phát triển nhanh và rộng khắp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng bình quân 9,8% một năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 14,2% một năm. Du lịch tăng trưởng và phát triển nhanh, tạo ấn tượng mạnh mẽ, đặc biệt là khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo ra những sản phẩm du lịch tâm linh đặc sắc, trở thành trung tâm vững chắc, lan tỏa kết nối chuỗi giá trị du lịch địa phương, đã và đang trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn mang đẳng cấp quốc gia. Hiện nay bây giờ này, cái hệ thống điện đường trường trạm, tất cả những cái hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội thị bây giờ gần như là như vậy, là hoàn toàn chúng ta đã được gọi là bê tông hóa, ít nhất như vậy cũng được khoảng là trên 90%. Đó. Thì cái này là như vậy là đời sống của nhân dân từ đây là sẽ được là nâng lên. Đó, mà cái phát triển của Tây Ninh hiện nay ấy, không phải là nó ngừng ở đây, mà chúng ta còn phải tiếp tục trong cái nghị quyết vừa rồi ấy, của tỉnh ủy và của như vậy là hội đồng nhân dân tỉnh ấy, là tiếp tục như vậy là chúng ta còn phải phấn đấu như vậy là nào làm là nó mạnh hơn nữa và nó sẽ là phát triển là cao hơn nữa. Cựu chiến binh chúng tôi tuổi thì càng cao thì tinh thần chúng tôi là nguyện tiếp tục là cống hiến với tất cả những gì mà có thể để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Tây Ninh đạt được trong thời gian qua đã thể hiện rõ sự kế thừa, phát huy các giá trị lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc. Chúng ta tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, quân dân Tây Ninh tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phát huy truyền thống quê hương trung dũng kiên cường, xây dựng Tây Ninh trở thành địa phương phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp và dịch vụ du lịch của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, trở thành địa phương đáng đến và đáng sống. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh sẽ mang đến cho quý vị nhiều chương trình hấp dẫn. Và để giúp cho quý vị tiện theo dõi, xem gì hôm nay sẽ điểm qua những chuyên mục nổi bật sẽ phát trong ngày. Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế xã hội. Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện, nên đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Xin mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Truyền thông chính sách phát sóng vào lúc 12h45 thứ Hai ngày 26 tháng 8 năm 2024 trên kênh TTV11. Là hình mẫu thanh niên dám nghĩ dám làm, không ngại sai, ngại khó, nỗ lực khắc phục khó khăn. Thời gian qua, chị Nguyễn Thị Cúc, Bí thư Huyện đoàn Tân Biên đã phát huy tinh thần xung kích, bản lĩnh của người thủ lĩnh đoàn trên nhiều mặt trận, góp phần tích cực vào công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Chị xứng đáng là một tấm gương sáng để đoàn viên thanh niên noi theo, cùng nhau ra sức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Để rõ hơn về nội dung này, mời khán giả đón xem chuyên mục Thi đua Ái Quốc với chủ đề Nữ thủ lĩnh tiên phong giao nhiệt huyết với màu áo xanh, phát sóng vào lúc 20h05 ngày 26 tháng 8 năm 2024 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng YouTube, fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị khán giả cùng đón xem. Quý khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Con đường Ninh Thơ len lỏi vào từng căn nhà nhỏ, chốn thôn quê dân dã. Đường quê không có những dãy nhà cao sang trọng nằm san sát bên đường, không có nhiều loại xe đắt tiền hiện hữu. Anh, tại sao họ giết chị hai của em? Ai giết chị hai em? Hả? Đám đàn em cũng gặp lát chứ còn ai nữa. Triều và nỗi đau khôn xiết trước sự ra đi của chị hai. Làng cốm Bát Tràng là một ngôi làng nổi tiếng với nghề cốm truyền thống. Với hơn 700 năm lịch sử và sự phát triển không ngừng, làng cốm Bát Tràng đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích nghệ thuật cốm sứ và muốn khám phá văn hóa truyền thống của Việt Nam. Mời quý khán giả cùng khám phá làng cốm Bát Tràng trong chương trình Khám phá Việt Nam sẽ được phát sóng vào lúc 16 giờ hôm nay. Vào năm 1352, nhưng theo giả sử thì vào thời Lý 1010-1225, dân từ xã Bồ Bát thuộc tỉnh Ninh Bình đến lập nghiệp tại vùng đất này và đặt tên là xã Bát Tràng. Điều quan trọng là có quản lý điện thoại của chồng. Quản lý điện thoại à? Nếu như mà ông chồng đó không tạo được cho em niềm tin thì chắc là em phải xem đó. Dạ. Nhưng mà xem điện thoại chồng hoài cũng khó chịu. Tuy bạn nữ đòi quản lý điện thoại nhưng bạn nam vẫn vui vẻ chấp nhận. Có mụn thấy mụn không ngon miệng hả? Mụn giống như rắc muối tiêu vậy em. Tự nhiên không thích có mụn là sao? Nếu như bạn nữ ngồi trên này có thể nhìn thấy anh Lợi. Đối phương không thích con trai có mụn nên bạn nam hứa nếu hẹn hò sẽ lập tức nặn hết mụn trên mặt. Mời quý vị và các bạn đón xem tập 136 chương trình Bạn muốn hẹn hò vào lúc 21h35 với màn xe duyên của ông Tơ Quyền Linh và bà Nguyệt Cát Tường. Chương trình kết nối tri thức phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 20h20 hôm nay, đăng tải trên YouTube Tây Ninh TV Audio, giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách Chân thiện mỹ trong tầm nhìn đương đại, là một tác phẩm đầy giá trị và ý nghĩa. Đây không chỉ là nguồn tài liệu hữu ích cho những người nghiên cứu sâu về tâm lý học, triết học hay giáo dục, mà còn là một nguồn cảm hứng cho tất cả những ai đang tìm kiếm, khám phá và yêu quý những giá trị cốt lõi của cuộc đời con người. Thưa quý vị, vòng 2 giải Ngoại hạng Anh, Man City đã có chiến thắng đậm 4-1 trước Ipswich Town và một lần nữa Erling Haaland đã tỏa sáng khi lập hat-trick. Những cú hat-trick vào lưới Ipswich Town, Haaland đã có 4 bàn thắng sau 2 trận đấu Ngoại hạng Anh và dẫn đầu danh sách dù phá lưới. Tiền đạo người Na Uy đang là dù phá lưới của Ngoại hạng Anh 2 mùa liên tiếp và năm nay có thể sẽ là lần thứ 3. Erling Haaland đã có tới 23 hat-trick trong sự nghiệp dù mới bước qua tuổi 24. Đó là con số thật sự khủng khiếp. Nếu tính riêng cho Man City là 10 hat-trick, còn tính riêng tại giải Ngoại hạng Anh là 7 hat-trick. Một điểm đáng chú ý khác là tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn vào lưới toàn bộ đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Nếu như Man City tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình, thì Man United vẫn còn đó những bất ổn và trận thua trước Brighton là minh chứng rõ ràng nhất. Man United bước vào thị trường chuyển nhượng mùa hè với khao khát thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ tại Old Trafford. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà đương kim vô địch FA Cup đã mang về 4 tân binh chất lượng. Gần 200 triệu euro được Manchester United ném vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng dường như chừng đó là chưa đủ để mang đến những điều tích cực cho các cổ động viên. Khi ngay ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, thầy trò Erik ten Hag đã phải nhận một trận thua đầy cay đắng trước Brighton. Đó là sự vô duyên của hàng công và những tình huống phòng ngự hớ hênh nên phải trả giá đắt. Nếu muốn hướng tới những điều tốt đẹp vào cuối mùa giải, Quỷ Đỏ cần sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa trước khi quá muộn. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Tây Ninh ngày mới. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 34 độ C. Cảnh báo, mưa dông gia tăng, trong mưa dông nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc xoáy, mưa đá, gió giật mạnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và các phương tiện tham gia giao thông. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0,65 đến 0,70 m. Thưa quý vị, nấm là thực phẩm lựa chọn thay thế cho thịt đỏ của nhiều người. Nấm còn cung cấp protein hoàn hảo. Hầu hết các loại nấm cung cấp protein hoàn chỉnh, chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Nấm không chứa chất béo nhưng có hàm lượng axit béo quan trọng lớn, có lượng calo và đường thấp, trong khi là nguồn cung cấp chất xơ. Ngoài ra, nấm còn chứa các vitamin, khoáng chất như vitamin A, B1, B2, B12, C, D, E, sắt, canxi, natri và kali. Vì nấm chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần, nên nấm là một thực phẩm tốt để thay thế thịt hoặc là cách để bổ sung thêm protein trong chế độ ăn mà không bổ sung quá nhiều calo hoặc cholesterol. Và hy vọng rằng thông tin vừa rồi sẽ hữu ích cho quý vị. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới sáng nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.